Mình đây, video ngày hôm nay mình sẽ làm là video hướng dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu trong những bức tranh của mình. Và bây giờ chúng ta bắt đầu nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nhé các bạn. Gì đấy? Mẹ đi mua, mẹ vào đi mua đó anh chị. Mẹ đi mua đi. Ngoài kia kìa. Đầy nhà đây, mấy nhà cơ mà. Toàn nhà bán ốc đấy, một tấn đấy gì nữa. Tại cái lũ ngu này. Ấy, cái đâu anh? Mẹ nó vẫn được sao vậy? Cái thật đấy. Đồ hê đó. Canh được so với không bị chết hết cả lũ chứ. Nó một. Ui 128 rồi mà đúng mẹ. Để tôi màu sau nhé các bạn. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu sao cho thật là đẹp
trong những bức tranh của mình. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Xin chào các bạn, bức tranh ngày hôm nay sẽ tôi mời các bạn xem. Em không biết nữa, chắc là cũng 6 giờ thôi. Chị phải chăm chỉ thế, có khi em lại ngồi đến 7-8 giờ giống chạy giờ. Em nghĩ kịch là 7 giờ thôi, tại sao em còn phải mang cả lên lỗ nữa. 15 phút để có thể đeo trên đấy. Xong ngồi đến mai phải lại kịch sửa thôi. Chứ bây giờ nó là cái gương mà không có điện thoại nữa. Gương bản tháng nặng. Cái trời nóng như này mà chỉ có thể đeo tất được. Quên rồi, đi đường nó nắng thế. Ok, chị không quên đeo găng tay à?